CEO Yeji khiến đại KBS phải xin lỗi vì vụ drama điều khiển tài tử hạ cánh nơi Anh. Sau hơn 2 tháng, vụ drama CEO Yeji điều khiển bạn trai cũ Kim Soo Hyun vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dư luận Hàn Quốc và người hâm mộ vẫn đang vô cùng quan tâm. CEO Yeji bị cắt vai khỏi phim mới, bị hủy nhiều hợp đồng quảng cáo. Những tưởng như sự nghiệp đã chạm đáy, thế nhưng mới đây, đài truyền hình KBS quyền lực đã phải trực tiếp xin lỗi nữ diễn viên. Tại đài KBS, hàng tháng sẽ có một cuộc họp để báo cáo những vấn đề gây tranh cãi trong các chương trình phát sóng trong tháng. Tại tháng này, chương trình Entertainment Weekly đã bị báo cáo sai phạm hai nội dung, tranh cãi nhân cách của Seo Ye-ji và tất tật về tranh cãi của Seo Ye-ji. Theo đó, nội dung chương trình tập trung về tranh chấp hợp đồng giữa Kim Soo Hyun và công ty quản lý cũ. Nhưng những khách mời tham gia chương trình đã liên tục cáo buộc Seo Ye-ji là kẻ châm ngòi cho mọi chuyện, bất chấp sự thật vẫn chưa được xác minh. Đội ngũ sản xuất chương trình KBS đã lên tiếng, chúng tôi rất xin lỗi vì đã quy trách nhiệm cho một bên khác, đặc biệt là phụ nữ. Trong khi đó, trọng tâm là vấn đề tranh chấp hợp đồng. Mặc dù chỉ là cuộc cãi vã thông thường giữa những người yêu nhau, nhưng cần phải chỉ trích việc làm vô trách nhiệm của diễn viên chính, khiến nhà sản xuất bộ phim và khán giả bị ảnh hưởng. Sai lầm của chúng tôi là đã không tiếp cận vấn đề một cách cẩn trọng hơn. Trước đó, nam diễn viên Kim Jun Hoon đã có những động thái viết thư xin lỗi nhà sản xuất, ekip làm phim, công chúng cũng như bạn diễn Seo Hoon. Thế nhưng công chúng vẫn không tin tưởng vào lời giải thích của Kim Jun Hoon. Theo Export TV News, Kim Jun Hoon đã giữ lời hứa đến xin lỗi trực tiếp đạo diễn phim Tam, hy vọng còn có cơ hội đóng phim trở lại. Tuy nhiên, liệu Kim Jong Un có được đạo diễn tha thứ sau khi thô lỗ với bạn diễn, yêu cầu sửa kịch bản và rút khỏi phim giữa chừng? Kết quả cuộc gặp mặt này đã khiến nhiều netizen bất ngờ. Theo đó, có thông tin cho rằng đạo diễn Jang Hoon-ho đã chấp nhận lời xin lỗi, thậm chí còn đề nghị Kim Jong-un đóng phim của mình. Vào bất cứ thời điểm nào, nam diễn viên muốn quay trở lại ngành. Nhưng dân mạng đã để lại nhiều bình luận cho biết sẵn sàng tẩy chay tài tử hạ cánh nơi Anh đến cùng. Không chỉ gặp scandal và vấn đề sức khỏe, Kim Jong-un cũng đang chuẩn bị một vụ kiện tranh chấp hợp đồng công ty quản lý cũ O Entertainment. Tuy nhiên, luật sư Park Chan-bom cho biết họ vẫn đang cố gắng thương lượng, tất cả vì danh tiếng và sự nghiệp của Kim Jong-un vẫn chưa chắc chắn. Luật sư Park cũng tuyên bố Kim Jong-un rút khỏi phim Tam giữa chừng do vấn đề sức khỏe, chứ không liên quan đến việc bị Seo Ye-ji thao túng. Nam diễn viên vẫn có nguyện vọng được theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Từ một diễn viên với tiềm năng phát triển vô cùng rộng mở, cái tên điên nữ Seo Ye-ji bị người hâm mộ quay lưng ngay lập tức sau khi scandal thao túng bạn trai cũ Kim Soo-hyun nổ ra. Seo Ye-ji liên tiếp bị phía đối tác cắt hợp đồng, phải hủy bỏ nhiều lịch trình và cho đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa thể xuất hiện trước truyền thông một cách chính thức. Tuy vậy, độ hot cái tên Seo Ye-ji vẫn chỉ tăng chứ không giảm khi trong bảng xếp hạng các từ khóa phổ biến trong lĩnh vực giải trí do Wikipedia Hàn Quốc công bố vừa qua, Seo Ye-ji đạt thứ hạng cao hơn cả Blackpink. Dẫu vậy, thông tin này cũng không biết nên vui hay nên buồn khi tên Seo Ye-ji thường xuất hiện kèm cùng nhiều bình luận tiêu cực.